Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Đủ Ngạn. Các bạn ơi, công việc hoàn hoàn rồi, vải cũng xong nhá, chăm sóc rồi, táo thì cũng đã làm xong, cây giống thì đã ghép xong rồi. Hôm nay mình mời các bạn sẽ đi một tour nhá, Đông Tây Bắc kết hợp. Thì buổi đầu tiên hôm nay thì mình sẽ mời các bạn lên Lạng Sơn nhá, đi sẽ tour Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, tóm lại là một tour rất là dài. Thì mời các bạn sẽ cùng mình và buổi điểm đầu tiên đến là cái khu vực Na đây. Thì hôm nay mình và sẽ giới thiệu các bạn Na Lạng Sơn nhé, đồng mỏ đầu mùa xem thế nào, có ngon hay không nhé. Bây giờ đang là buổi chiều rồi, hy vọng là bà con có bán na này, nên chúng tôi na ở trên đỉnh đồi rất là nhiều luôn. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng khám phá điểm đầu tiên nhé, trong cái cuộc hành trình Đông Tây Bắc kết hợp luôn. Ok các bạn. Cái này thuê công cấy thì bao tiền ngày em ơi? Cứ ba bữa quần áo mặc cả ngày là được. Ờ, cứ ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày à? Ờ. Thế còn tiếp theo gì nữa không? Không. Không à? Bản na này. Anh có nhiều na không? Na vừa đó. À vâng, na và na của anh ở đâu? Cái dụng na? Na ở khu Đồng Tiến. Đồng Tiến là ở trên kia à? Ờ. Nói chung là kiểu cái khu thôn Hợp Tiến. À Hợp Tiến à? Tức là mình chỉ hái na buổi sáng đấy à? Hái buổi sáng thôi. À vâng, thế buổi chiều nó có ai hái không anh? Buổi chiều thì thỉnh thoảng vẫn có người hái. À vẫn có người hái à? Là à vâng. Người ta hái chưa hết đấy. Vâng. Tức là anh có bao nhiêu gốc na? Thì tôi tầm 5-600 cây. 5-600 cây à? Ờ thu như năm ngoái thì được bao tấn anh? Thì nói rơi mới vào tầm 3-1 tấn rồi. À vâng, 3-4 tấn à. Thế là năm ngoái bán được giá cao không anh? Năm ngoái thì cũng bình thường. À vâng. Đấy, đây. Những cái lán na với cả những cái vàn na này đi là phải đi đường ở xa bên kia lại nhỉ anh nhỉ? Cái đây này, cái đám này này. Hay là ngay dưới này lên anh? Nó vẫn có đường lên. À thế, cái chỗ này em thấy vách dựng đứng luôn nhỉ. Đây, na lên đến đỉnh núi đá luôn kìa. Cái đường này nó là xuống vâng. Gần cái cây. À vâng, gần cái cây này. Đó. Tay quay à? Cái đấy cũng đài. Đây là cái tời na của bà con đây các bạn. Vì là buổi chiều nên bà con không hái na nhé. Và không tời xuống được, buổi sáng mới tời thôi. Thế nhưng mà mình cũng giới thiệu qua cái tời của bà con đây. Là dùng cái động cơ xe máy đấy các bạn ạ. Đó, đây. Đây bằng cái phanh nữa. Để tời từ trên đỉnh xuống kìa, các bạn nhìn kìa. Từ trên đỉnh núi cao, núi đá kìa xuống kìa. Đó. Để lấy na, vận chuyển na xuống là mang phân ro lên để bón, để tưới đấy. Mà có lẽ bây giờ mời các bạn sẽ lên thị trấn Đồng Mỏ nhé, để ăn na chợ chiều nhé các bạn nhé. À, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng lên chợ Đồng Mỏ xem có na chiều để mời các bạn ăn thử na đầu mùa xem sao. À, các bạn ơi, đến chợ trung tâm Đồng Mỏ rồi nhé. Ở chợ buổi na thì bán sáng rất là đông luôn, bà con sẽ bán na tại đây và cân na tại đây, buổi chiều thì nó vắng hơn. Điểm bán na cũng rất là nhiều, mời các bạn cùng ăn na này. Và chợ ngay dưới chân núi đá này. Đó. À, bây giờ xin mời các bạn sẽ ăn na luôn nhé. Thử xem này, có na chín không? Ồ, đấy toàn na to nhỉ. Đó. Na đầu mùa, đây là na đầu mùa đấy phải không chị? Na đầu mùa. À vâng. Na đầu mùa mỏ na chi lăng đẹp. À vâng. Bình thường buổi sáng thì chắc là bán đông hơn hả chị? Sáng đông. Dạ vâng. Sáng đông nói chung sáng thì dạ vâng. Có na chín chưa chị? Có cả chín đấy. Có chín không? Có cả chín đấy. Đâu em sẽ nào. Chị có thể chọn xem được một cân chín không? Có đây này, bé ơi, bé chọn cho anh cân. Bán hàng đấy, gái bán đi. Đó. Đây là những quả này là chín chín. Đâu thử ăn được chưa luôn? À, chưa ăn được luôn. Chưa ăn được luôn á? Chưa ăn được. Đây em
Có này này, có quả này này. Đây 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 đây. Đấy nhặt cho anh ấy cân mấy quả chín đấy, bán cho anh một cân. Rồi. Đây này bán cho anh ấy, anh bảo mua một cân mà. Vâng. Ma na đầu vụ bây giờ thì bao nhiêu tiền một cân hả chị? À, ma này á. Vâng. Ma đấy bao tiền cân xanh? Na này nó thật là bán 60. Quả này chín á. Na đang 60-70 nghìn một cân và có nhiều nơi như Hà Nội đang vận chuyển về là bán là đến hàng trăm nghìn một cân đấy. Ừ, trên này thì nó là gốc rồi. Đây này, 50 nghìn. Vâng, ok chị. Đấy ba quả đấy là 4 quả. Đây các bạn này, test na luôn nhé. Ồ, rất là tuyệt vời, na dai các bạn ạ. Ơ nhưng mà mình có na bở không chị? À na bở đầu mùa này chưa có. Chưa có. Thì bây giờ chưa có đâu em ạ. Vâng. Chỉ có na dai. Na dai này, đây các bạn. Khoảng 10 ngày nữa thì mới có na bở. À vâng. Na bây giờ thu mới được khoảng tầm một tuần như vậy không chị? Mới được khoảng tuần. À vâng vâng. Đây mời các bạn. À mới 4 ngày nay có na rồi à? Đầu vụ luôn đây các bạn. Nào mời các bạn nha. Vâng ơi, dài cực kỳ ngon luôn các bạn. Ngon thơm tuyệt vời lắm. Bên na mình lên đầu vụ mới là được gọi là 4 ngày na mình còn nay có na các bạn nhé. Còn để mà na bỏ ấy thì sẽ có lẽ là phải tầm 10 ngày nữa cơ. Mà thực ra là đến thời điểm này bà con cũng chưa bán. Ờ, buổi sáng là có tắc đường đấy chưa chị? À, tức là mấy hôm nay là mới bắt đầu nên chưa chín nhiều ạ. À, tức là tuần nữa là tắc đường luôn này. Vâng. Đấy, bà con mới gọi mới bắt đầu thu thôi nên là na đầu vụ này là rất được giá. Chúc mừng bà con nhé. Bà con bán giá đầu vụ như vậy thì giá đỉnh nhất nó sẽ phải quả to là rơi vào 70-80 nghìn cân đấy các bạn. Anh Hiền vẫn là đi chợ ạ? À, ok. Đó. Đây. Hỏi anh em Bắc Giang mua na làm quà. Na 3, 40, 50, 60 nhiều loại. À, rất nhiều loại giá. Lấy đằng nào anh? Na đắt. Đỗ xe sát vào đây này. Ở Bắc Giang cánh như thế. Cái này 30. Na bé hơn. Nói chung là các loại giá luôn. Anh nhìn nó chín không? Đây chín ở đây đâu anh ạ. Cái quả sen xanh rẻ và được lát đấy nhé. Lát xanh ở đây chín đâu? 50 nghìn à? Cô thôi anh em đi em. Đây chín về có ăn luôn. Đây xanh này, cái này loại 30 thôi, trên kia 60, 50. Ở phía trên nhé, lùng quanh đây rất nhiều cửa hàng luôn đấy các bạn. Đó. Đây. Ngon thử test thử nào ngon. 2, 4, 6, 8 quả rồi. Thử test thử xem quả chín thế nào. Đấy, anh test thử cho ngon. Test thử đi, anh vừa test trên kia cực ngon luôn đấy. Cho test thử. Ngon mà, nó ở đây ngon mà đấy. Ờ, trả tiền xong test. Quả này mới ngon. Ờ. Cân nha. Cân này cho được 1 cân. Đây 30 đây chị. Một ngày em bán được mấy tạ na em? Em á? Ừ. Giờ này anh em một quả nữa là cân dưới. Bán đầu tấn hay bán gì? À, đầu tấn à? Vâng. Ờ à, thế à? Tức là 50 nghìn vậy. À. Một quả đấy. Cho thành 2 cân đi, 2 3 quả nữa được 2 cân rồi. Em chỉ bán lẻ chứ hay bán, có bán buôn không em? Em chuyên đóng cho khách đi. À, cân biếu cân à, đi biếu à? Gọi là hàng VIP đây hả? Hàng quả biếu. Không ngọt. Đấy, ngay cân dưới này. Đâu cái quả này bị lẩu. À. À, cái quả kia bao tiền ấy? Thì mới là na đầu mùa thôi các bạn nhé. Bà con anh chị em mới bắt đầu thu thôi. Còn nếu mà để rộ thì có lẽ phải tầm một tuần hoặc chục ngày nữa. Lúc đó thì một ngày dọc cái đường này đến Đồng Bằng, lượng na nó ra cực kỳ nhiều để chuyển đi các tỉnh luôn đấy. Thế nhưng na đầu mùa nó rất là ngon và chất lượng rồi các bạn ạ. Ở năm ngoái thì mình cũng vào vặt na, nhưng năm nay khả năng là mình đi tour này sẽ lên Cao Bằng và vòng sang Hà Giang, vì vậy mà
sẽ không vào lúc na buổi sáng được các bạn ạ. Còn buổi na buổi sáng thì có lẽ là hẹn cái thời gian tới sắp xếp sẽ mời các bạn sẽ đi vào lên đỉnh núi đá nha, leo núi đá hái na nhé. Đây đằng sau đây là toàn bộ là na hết đấy, cực kỳ nhiều luôn đấy. Ăn nhẹ thôi các bạn. Ở đây bỏ có phở vịt nhưng không có phở vịt quay nên làm phở gà các bạn ạ. Phở gà và trứng trần này. Đó. Đó, làm phở gà nhé, khả năng là sáng mai mới ăn phở vịt quay được. Bây giờ thì gọi ra khu vực Trà Na Chân Gió này. Tải cái phần mềm GDM SS về. Bây giờ thì gọi ra khu vực Trà Na Chân Gió này. Tải cái phần mềm GDM SS về. Phở xá xíu. Xá xíu cũng có lạp sườn này, là thịt làm món xá xíu ấy. Đấy, đây. Ok nha, lạp sườn. Phở tươi thịt ngon luôn rồi mà các bạn nhé, ăn sáng. Các bạn ơi, đang dọc đường đi nhá, thì nghỉ ngơi nghỉ chân cái và vào xem cái thang kính cái gì đây. Ở bên cạnh dưới này là cái nhà máy khai thác đá thì phải các bạn. Nghỉ chân và mời các bạn lên trên cái thăm di tích nhá. Dọc đường này rất nhiều cái di tích này, đây là cái di tích chiến thắng Lũng Phầy các bạn ạ. Nào, cụ thể nào mời các bạn lên nhá. Nào, chúng ta cùng đi lên nhá. Cái này chính là chiến thắng Việt Bắc Thu Đông ấy. Nếu các bạn học lịch sử các bạn đều thấy. Ở đây. Di tích chiến thắng Lũng Phầy đây. 26 tháng 7 tháng 6 1950 ta diệt 103 tên, bắt sống 37 tên. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1950 các bạn ạ. 47-50 lúc chiến thắng đúng Việt Bắc Thu Đông là ở đây rồi. Và rất nhiều dọc đường có rất nhiều cái địa điểm di tích này các bạn nhé, dưới chân một cái vách đá dựng đứng luôn. Đã đến đất Cao Bằng các bạn nhé. Cao Bằng thì không thể không nói đến cái đặc sản đó là dao Phúc Sen cao cấp đây, một cơ sở bán dao Phúc Sen. Đấy. Đây là tại huyện Thạch An. Ô chào anh nhá. Vâng. Anh đây mình là ở xã nào của huyện Thạch An nhỉ? Đây là thuộc xã Đức Xuân nhưng mà em làm ở Phúc Sen thôi. À mình là người Phúc Sen à? Vâng, người Phúc Sen. Người Phúc Sen lên đây làm cơ sở bán dao trên này gì? Vâng, đây em làm cơ sở 2. À cơ sở 2 à? Phúc Sen nó là thuộc ở làng nghề Phúc Sen chứ phải không? Xã Phúc Sen. Xã Phúc Sen à, nó thuộc huyện gì nhỉ? Huyện Quảng Hòa. Quảng Hòa. À Phúc Sen Quảng Hòa. Đấy. Sen Quảng Hòa các bạn. Vâng, đấy, các loại dao nhít chặt đây. Còn từ đấy, từ xã Phúc Sen Quảng Hòa lên đây bao cây số anh? 47 cây. 47 cây à? Đấy, bây giờ là mình mang lên là mình làm cơ sở 2 trên này thôi. Vâng. À, vâng. Đấy, các loại dao luôn. Loại. Wow. Bì đẹp nhỉ. Con này là 900k. Ui, nặng lắm. 380. Ui. Dao cao cấp Phúc Sen. Đi hết một đoạn huyện Tràng Định nhá, thì sang đất Cao Bằng luôn là đất huyện Thạch An nhỉ anh nhỉ? Thạch An là chỗ này. Thạch An đây, huyện. Và có cái đặc sản Cao Bằng dao Phúc Sen luôn các bạn ơi. Và có cái cơ sở của anh ở làng nghề sản Phúc Sen luôn lên trên này bán. Đó, toàn dao xịn và dao nhít luôn đấy các bạn ạ. Nặng lắm, chặt gà, chặt xương trâu, xương lợn là ok hết này. Nhiếp xịn luôn đấy. Nhiếp xịn luôn đấy. Bảo hành đến lúc nào anh? Bảo hành 1 năm. Bảo hành 1 năm luôn à? Không, gọi là không 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 cong, không gãy, không mẻ đúng không? Bóng lợn nhớ không chú ạ? Không mẻ. Không mẻ đúng không? Không non. Ừ, không non đúng không? Dạ. Ok quá, đây phía bên này đây này. Rất là nhiều dao, từ dao thái, dao lọc đến dao băm, dao chặt luôn đấy. Đấy, ok quá. Đấy, có bạn nào thích dao Phúc Sen không?
chính hiệu Phúc Sen luôn của nhà mình là ở địa chỉ Phúc Sen luôn hả anh? Đúng rồi. À vâng. Đó, Phúc Sen đây, dao có Phúc Sen đây. Tất cả dao đều có cơ sở. À đây của mình là Diễn à? Đúng rồi. À vâng, tức là ở Phúc Sen này có rất nhiều cơ sở đúng không anh? Đúng. Nhà ai thì sẽ dập tên người đấy vào. À, ví dụ như là Diễn Phúc Sen này, Cường Phúc Sen rồi thì An Phúc Sen hay gì gì đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, Phúc Sen là một cái làng, là một cái xã làng nghề nên là nó rất là rộng và rất nhiều cái cơ sở như thế này đúng không? Vâng, và của nhà ai làm là người đã sẽ gọi là dập tên vào đấy các bạn ạ. Đây, các bạn nào muốn mua dao Phúc Sen qua kênh Núi Đồi Lục Ngạn không? Đó, xin mời các bạn nhé. Này lên là quyết định tậu khoảng 1 vạn 3.900 con về để gửi cho các bạn luôn đấy. Đó. Ok. Những cái nắm của những con dao này là bằng gỗ cẩm chỉ nhá. Đây anh cũng giới thiệu bằng gỗ cẩm chỉ, nó rất là đẹp luôn. Nó bóng, nó sáng, nó đẹp lắm. Đầy đủ các loại dao luôn các bạn. Từ dao mèo, dao chặt, dao thái, dao nghệ thuật. Đầy đủ hết nhá. Kích thước các loại. Đây dao lọc có đủ. Vâng. Đấy, vừa làm anh vừa chỉnh luôn. Đến Cao Bằng này không phải không nói đến thạch thì các bạn ạ, thạch đen Cao Bằng đây. Đó. À đây là mẫu thôi chứ còn thạch để trong nhà. Ở đây. À đây, cơ sở. Đó, xem là cái này là mình vừa mới đổ khuôn lên đây phải không? Đấy, thạch đen Cao Bằng đây. Đó. Và đây là công đoạn làm măng ớt nữa. À, cây thạch đen của mình là ở bên này đấy phải không? Dạ vâng, cái này đen trên trái đâu, thử xem nào. À, đây cây để nấu thạch đấy các bạn. À, đấy, nhìn nó rất nhiều luôn, một kho luôn, đấy, cây nấu thạch đây. À, một kho nữa này, đây này. Nấu có lẽ là cái quy trình thì sẽ kỳ công đấy, mình thì ở đây mình chưa rõ, nhưng mà thôi bây giờ mình bảo mang đi mua về làm quà nhưng rất là khó vì còn đi xa nữa. Có lẽ mua một hộp để ăn thử thôi các bạn ạ. Đấy. Vì là không mua về làm quà được nên lấy cho anh một hộp nhé. Dạ. Ừ. Đây cho anh chở trong anh tủ này. Anh ăn đường thì anh lấy trong tủ lạnh đi. Ừ, coi cho anh ở trong tủ lạnh nhé. Dạ. Đây là cái máy nấu. Có cắt không? Thôi, cái máy nấu anh có cần cắt không ạ? Ừ, cắt luôn ra cho anh. Dạ. Đấy. Đấy, trong một khay luôn. Cơn nãy đi thấy đi ăn sáng đi nấu luôn rồi. Cơn lá cá. Nấu như này thì có lâu không hả em? Ừ, mất khoảng 7 đến 8 tiếng anh. À thế à, dạ. Để một cái nồi này. Vâng, 7 đến 8 tiếng để ra thành phẩm. Cái này xong ăn này cho sữa chua hoặc là sữa ấy vào đây hả? Dạ, sữa chua hoặc không, là... Nếu ăn ngay có được không? Ăn ngay được mà anh. À thế à. Cho thử nhé, đây. Anh thử. Em mời anh. Đây, mình thử nhé. Dạ. Ồ, nó ráo nhỉ? Dạ. Đây em cắt nó cho anh nhé. Được anh. Anh mạnh mẽ lên nào. Anh thấy cái gì nó trơn thì nó khó cầm. Đó, đây mời các bạn thử thạch nha. Được, vừa nó ngọt nó thanh thanh nhỉ. Dạ. Xong đâu các bạn ạ? Nó còn lâu rồi. Lâu cái gì, làm cái sau đi, lâu cái gì. Đang trên đường còn khoảng tầm 5 cây số nữa là đến thác Bản Dốc các bạn nhé. Và dưới này là có cái cọn nước đây. Điểm gọi là check in. Ở đây, đây mời các bạn xem cái cọn nước ở Cao Bằng như thế nào đây. Dọc đường thì có rất nhiều cây mắc cọp hay là cây lê nâu ấy các bạn. Đó, đây, lấy nước lên ruộng của bà con. À, mình mời các bạn sẽ cùng ra nhé, đi cầu khỉ luôn này. Nước suối rất là trong và xanh nhé. Đi một cái quãng đường chưa đến 200 cây mà đi mất 4-5 tiếng không đi được, chưa đến được lên thác Bản Dốc các bạn vì đường rất là xa. Đó, đây giờ mời các bạn sang đây nhá. Nước mát thật. Quá cây luôn. Cái này là
nhiều cá lắm. Chắc chắn quá là ok luôn, đúng chưa? Đấy đi, rồi, ok. Nước này là bằng sắt xì hết và là một cái ống rất là to luôn các bạn nhé. Trước đây là bằng tre nhưng bây giờ thì bằng cái ống bươm bằng tre thôi. Đó. Đó, qua con suối rất là xanh và nước rất là sâu luôn. Ở đá đấy. Hai cháu mình đi cần phải rất từ từ, không là sợ trượt chân xuống đây ngã đấy các bạn ạ. Cái này mà nước lũ to là nó sẽ cuốn trôi những cái cầu khỉ này này. Đó. Nước nó chảy quá xiết luôn này các bạn nhìn này. Rất nhiều cây tre, cảm giác nó cũng rất là kiên cố các bạn ạ. Đi khối lượng trọng tải thoải mái luôn đấy. Đấy, bây giờ thì chúng cháu mình sẽ di chuyển đến thác Bản Dốc các bạn nhé, còn cách 5 cây số nữa. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video, còn để khám phá thác Bản Dốc thì các bạn sẽ chờ video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc bạn sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại các bạn ở trong các tập tiếp theo. Xin chào, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.